Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 2 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Phật giáo Việt Nam nhắc lại kiến nghị 3 năm 3 tháng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Kiến nghị cuối cùng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh với chính phủ Việt Nam không dài một vài trang giấy giống như những lần trước mà dài tới 3 năm 3 tháng. Đó là nhận định của tác giả thuộc quyền Tử Minh Trèn tại Cộng hòa Liên bang Đức, có bài viết được đăng tải. Nhưng cũng giống như tất cả các kiến nghị trước đây, thầy không chỉ trích nặng nề, không dùng những từ ngữ và phương cách đối kháng mà có thể làm hài lòng những người Việt Nam chống cộng kiểu phô diễn, trong khi lại làm tăng nỗi sợ hãi của chính quyền Việt Nam là thầy có thể muốn lôi kéo người dân lật đổ họ. Đây là hình ảnh Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại lễ cầu siêu kéo dài 3 ngày cho những người đã bỏ mạng trong chiến tranh Việt Nam tại một chùa ở ngoại thành Hà Nội vào hôm 20 tháng 4 năm 2007. Thầy luôn là thầy, nên thầy không ngồi ở ngoại quốc hung hăng tuyên bố mà trao kiến nghị bằng cách trực diện, quang minh chính đại, đi thẳng vào vấn đề và tránh làm tổn thương người kia, dù trước đó chính mình đã bị người kia làm cho tổn thương. Đó cũng là cách duy nhất để đôi bên còn có thể tìm được một con đường giải quyết bế tắc. 3 năm 3 tháng, thầy đã về Việt Nam để sống trong những gì mà trong kiến nghị, đề nghị của thầy của những năm 2005, 2007, 2010 đưa ra để làm bằng chứng hòa bình không viển vông. Hòa bình có thể có mặt nếu con người thoát được nỗi sợ hãi, cuồng tín, hận thù, tham vọng và bạo động. Cũng xin chính phủ thực hiện tách rời tôn giáo ra khỏi chính trị và chính trị khỏi tôn giáo. Ngưng lại mọi quản chế của chính quyền trên giáo quyền, giải thể ban tôn giáo chính phủ và trước hết là ngành công an tôn giáo. Tất cả các đoàn thể tôn giáo đều được sinh hoạt tự do trong khuôn pháp của pháp luật hiện hành, như bất cứ một hội đoàn văn hóa, thương mại, công nghiệp và xã hội nào. 3 năm 3 tháng, thầy cùng tăng đoàn Làng Mai sống tại tổ đình Tử Hiếu. Chính quyền không cần phải kiểm soát hay chỉ định phải tu ra sao. Thầy và tăng đoàn không cần phải bị buộc giữ chức vụ thế tục là gì, và không hề xảy ra bất cứ điều gì nguy hiểm đến an ninh công cộng như chính quyền vẫn thường lo sợ. Phật tử tu tập mỗi ngày một đông, học hỏi cuộc sống, đạo đức là điều mà chính quyền cũng đang khổ tâm mong mỏi cho đất nước này. Thầy Pháp Ấn, tức là giáo thọ Làng Mai, đã lên tiếng trong lễ trà tỳ của thầy cảm ơn các anh chị công an có mặt đã giúp sức giữ buổi lễ trang nghiêm thành tịnh, một hình ảnh đẹp được chứng minh có thể thực hiện tại Việt Nam, đâu cần phải nghi kỵ, sợ hãi lẫn nhau. Đây là hình ảnh vào ngày 27 tháng 6 năm 2009, 200 công an giả danh xã hội đen kéo vào đập phá và đòi đuổi khoảng 400 tăng sinh đang tu tập theo pháp môn Làng Mai tại tu viện Bát Nhã Bảo Lộc. Họ quăng hết đồ đạc của những người xuất gia, phá cả bếp nấu ăn của các thầy. Cũng xin cho phép Phật tử Việt Nam tự do thành lập nhiều hội đoàn Phật giáo với những nét đặc thù của mình. Những hội đoàn này có quyền truyền bá tư tưởng và pháp tu tập của mình ra các nước, tương tự như phương thức của WTO trong lĩnh vực kinh tế chẳng hạn. Và các hội đoàn đó có thể bao gồm Giáo hội Phật giáo Nguyên Thủy, Giáo hội Phật giáo Thiền Tông, Giáo hội Phật giáo Tịnh Độ Tông, Giáo hội Giáo sĩ Khất sĩ, Giáo hội Phật giáo Thiên Thai giáo, vân vân. Giáo hội Phật giáo hiện đại hóa Làng Mai với những nét đặc thù Việt Nam đã mang con đường an lạc đến cho biết bao nhiêu người Việt trong nước từ khi thầy Thích Nhất Hạnh về thăm quê hương năm 2005, nhất là 3 năm và 3 tháng sau này. Qua hoạt động của thầy, Phật giáo Việt Nam còn sáng ngời trong sứ mạng góp giúp xây dựng hòa bình thế giới. 3 năm 3 tháng, qua đó đã chứng tỏ sự có mặt của một giáo hội khác bên cạnh Giáo hội Phật giáo Việt Nam không mang lại đối nghịch mà chỉ làm giàu thêm cho nhau. Đây là hình ảnh các tu sinh ngồi thiền cùng Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại thiền đường Làng Mai, Thái Lan. Đóa sen Phật giáo Việt Nam có ngàn cánh càng tỏa hương thơm ngát giữa năm châu bốn bể. Nhưng bấy nhiêu giáo hội thầy Nhất Hạnh nêu ra trong kiến nghị có lẽ vẫn không đủ để hướng tâm tới tâm linh, đạo đức cho một số xấp xỉ 100 triệu dân của Việt Nam hiện nay. Việt Nam cần tất cả những tôn giáo, đạo và niềm tin đã và đang có mặt được hoạt động tự do, nghiêm túc. Một chính phủ mạnh dựa trên luật pháp công minh
thì há có gì phải lo sợ là mất an ninh công cộng hoặc là nguy hiểm cho quốc gia. Tất cả những nhóm tôn giáo, đạo, niềm tin hiện nay tại Việt Nam đều không có súng ống, không có chương trình huấn luyện bạo động mà chỉ có mục đích là hướng dẫn con người sống nề nếp, đạo đức thì mới mong đất nước được thanh bình, thịnh vượng. Chính sách của nhà nước hiện thời để đối phó với các tệ nạn xã hội như tội phạm, mãi dâm, ma túy, trác táng, tham nhũng là xây dựng những tổ văn hóa, những thôn văn hóa, những khu phố văn hóa vân vân. Cố nhiên nhà nước đang kêu gọi mọi nỗ lực của nhân dân và tăng cường sự kiểm tra và trừng phạt. Nhưng những phương tiện pháp trị ấy không đủ để đối trị được tận gốc những tệ nạn kia. Các giáo hội có các chương trình đức trị gì cụ thể hay không? Tình trạng đạo đức tiếp tục suy đồi thêm kể từ năm 2005 khi thầy Thích Nhất Hạnh trao kiến nghị cho Thủ tướng Phan Văn Khải, cho thấy các nhà cầm quyền Việt Nam nên nắm lấy cơ hội để chia sẻ trách nhiệm cho các nhóm tôn giáo, đạo và niềm tin. Vực dậy một cuộc sống của dân tộc, một nếp sống bình dị, một xã hội điều hòa bằng tình thương, thông cảm, không phải bằng những bắt bớ, đầy ải và những vụ án oan sai. Đây là hình ảnh thiền sư Thích Nhất Hạnh dẫn đầu một buổi đi bộ thiền tại làng Mai ở Pháp vào năm 2014, đó là phép thiền hành của làng Mai. Trong chương trình Thầy Cô Giáo Hạnh Phúc Sẽ Thay Đổi Thế Giới của làng Mai cũng hướng dẫn toàn bộ các trường học và các cấp lớp từ mầm non đến giáo dục đại học với những kỹ thuật có thể áp dụng dễ dàng trong đời sống hàng ngày của các trường học. Bắt đầu vững chắc với giáo viên và tất cả những người làm việc với học sinh, phương pháp của làng Mai nhấn mạnh rằng các nhà giáo trước tiên phải chính họ thực hiện trách nhiệm, chánh niệm vì mọi thứ họ làm trong lớp học sẽ dựa trên nền tảng đó. Học và dạy đạo đức, học truyền thống, đạo đức, học toàn cầu và đạo đức, học ứng dụng để ngăn ngừa đối phó các tệ nạn xã hội, bạo hành của gia đình, ly dị, tự tử, ma túy, đĩ điếm, tham nhũng và lạm quyền, thành lập các khu phố và khu ấp đạo đức gương mẫu. Nhà cầm quyền Việt Nam có thể tham khảo với Hội đồng Giáo thọ làng Mai hoặc chính thức nhờ họ phối hợp với các nhóm tôn giáo lớn tại Việt Nam để cùng chung sức củng cố và xây dựng một nền giáo dục vững chãi, nhân bản tại quê hương. Vì trong cẩm nang tâm tàng, thầy Nhất Hạnh đã nói rõ nguyện ước của thầy là thầy về Việt Nam 3 năm 3 tháng cuối cùng, không phải vì thầy quá nhớ Việt Nam, mà vì thầy muốn đệ tử của thầy, dù người Việt hay không, dù người tu hay cư sĩ, nhớ đây là chốn tổ. Nếu được yêu cầu, hẳn rằng các đệ tử của thầy phải ưu tiên thời gian và công sức của họ để nắm tay các tôn giáo bạn mà lo cho tiền đồ đất nước. Và ân xá cho những người bị lưu đày và tù tội, trong đó có những người có tội góp ý cho chính quyền, kêu gọi đa nguyên, đa đảng, đa giáo hội, kêu gọi tự do tôn giáo, tự do ngôn luận. Đây là hình ảnh bên trái là doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức đã bị tù giam 12 năm. Người bên phải là luật sư Lê Công Định và ông Lê Thăng Long đã được ra tù nhiều năm trước đó. Họ đều bị cáo buộc lật đổ chính quyền trong khi chỉ bày tỏ quan điểm mong muốn Việt Nam được đa nguyên, đa đảng. Và cho phép một số nạn nhân được trục tội bằng công tác xã hội dưới sự giám sát, bảo lãnh của các vị xuất gia thuộc các tôn giáo. Mỗi dân tộc chỉ có một số nhân tài hữu hạn. Đây là một giải pháp tốt và khả thi, không đặt ra câu hỏi đúng sai trong dĩ vãng, mà chỉ chú tâm làm sao cho dân tộc Việt Nam không tiếp tục bị xuất huyết nhân tài, để có thể xây dựng và đi lên tạo tin tưởng với quốc tế. Bản thân chính phủ Đức đã hiến nhà, hiến đất cho Viện Phật học ứng dụng để cầm chân thầy. Thầy về Việt Nam thì đại sứ Mỹ vừa nhậm chức cuối năm 2018 cũng đã bay ngay ra Huế cùng với bà Tổng lãnh sự thăm thầy. Và đầu năm 2019, các thượng nghị sĩ tại Mỹ cũng đã bay từ Mỹ qua Huế để tỏ lòng luôn gắn bó với làng Mai. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là nguyên thủ quốc gia lên tiếng phân ưu sớm nhất. Một vài điểm cho thấy những quốc gia bạn của Việt Nam rất chú trọng đến một Việt Nam tự do, nhân bản, xã hội ổn định để có thể tin tưởng cùng đầu tư xây dựng. Nhà nước Việt Nam đã bước được bước đầu khó khăn, đã có lòng tin, đã tôn trọng di huấn của thầy Nhất Hạnh, đã giúp cấp visa cho các học trò lớn của thầy khắp nơi trên thế giới về Huế để dự lễ tâm tàng. Mong rằng những bước tiếp theo sẽ đến một cách nhẹ nhàng, tự nhiên cho quê hương cha ông ta
để lại có một cơ hội chuyển mình. Kính mời các bạn xem bản tin Một mảng xã hội dân sự Việt Nam vẫn lên tiếng. Sự kiện 6 tổ chức xã hội dân sự cùng ký tên vào một bản tuyên bố về vụ đại án Việt Á mới đây với lời lẽ vô cùng đanh thép cho thấy một mảng của xã hội dân sự ở Việt Nam vẫn tiếp tục lên tiếng sau rất nhiều vụ bắt bớ và xét xử liên tục xảy ra trong 2 năm qua. Tác giả Trần Như Quỳnh đã có bài bình luận được đăng tải, chia sẻ như sau. Với các cuộc tổng tiến công và nổi dậy của hệ thống chính trị, đứng đầu là Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Công an, Đảng và Nhà nước đã đang đánh thẳng vào các nhân sĩ trí thức có vai vế tại các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam mấy năm gần đây. Dư luận trong và ngoài nước giải đất hình chữ S cho rằng xã hội dân sự ở Việt Nam đang tạm lắng xuống. Nhưng với tuyên bố về vụ đại án Việt Á của 6 tổ chức dân sự còn sót lại từ trong Nam ra ngoài Bắc, một mảng xã hội dân sự ở cả ba miền vẫn còn cất tiếng nói chống lại ách toàn trị và nạn tham nhũng ở Việt Nam. Đây là hình ảnh vào hôm 18 tháng 2 năm 2014 tại tượng đài Trần Hưng Đạo, thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng cùng các nhà hoạt động xã hội tổ chức lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh biên giới phía Bắc ở Việt Nam. Khi được các nhà báo hỏi về những điểm mới trong xử án vụ tại công ty Việt Á, chiều ngày 28 tháng 1 năm 2022, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an cho hay, cơ quan điều tra của Bộ Công an đang phối hợp với các đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cục Điều tra Hình sự của Bộ Quốc phòng để tiến hành xác minh, làm rõ những vấn đề liên quan, trong đó có thu thập hồ sơ, tài liệu về xác minh sai phạm. Trung tướng Sô cũng khẳng định Bộ Công an sẽ cung cấp thông tin kịp thời về xử lý vụ án liên quan đến trục lợi trong quá trình chống dịch. Cơ quan điều tra sẽ làm việc xuyên Tết để tiếp tục làm rõ bản chất của vụ việc liên quan đến rất nhiều cá nhân và đã có chi tiết mới. Về kết quả thu hồi tài sản, Trung tướng Sô cho biết cơ quan điều tra đã thu giữ, kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch bất động sản, tài khoản với giá trị 1.220 tỷ đồng, trong đó có 380 tỷ đồng tiền mặt, giá trị bất động sản khoảng 840 tỷ đồng. Vụ đại án Việt Á, một scandal vô tiền khoáng hậu cho đến giờ này, liên quan ít nhất đến 3 bộ của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Quốc phòng thuộc Học viện Quân y. 3 bộ đồng tình ngoái mũi con dân trong giai đoạn nguy kịch nhất của đại dịch. Đến nay, 2 trong 3 đơn vị ấy đã công bố nguyên nhân vì sao kiếp của Việt Á đã thao túng toàn bộ 62 trên tổng số 63 tỉnh thành trong cả nước. Nhưng các bộ càng giải thích bao nhiêu, càng khiến dư luận bức xúc bấy nhiêu. Cho đến lúc này, quả bóng đã được Bộ Y tế chuyển cho Bộ Khoa học Công nghệ, rồi đến lượt bộ này lại đá ngang lại cho cơ quan báo chí đã khiến cho dư luận lắc đầu, ngán ngẩm. Đây là hình ảnh ông Trung Ngọc Anh với cương vị là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ để cấp kinh phí 19 tỷ đồng cho Việt Á cùng với Học viện Quân y nghiên cứu sản xuất bộ kit xét nghiệm. Sau đó, cũng Bộ Khoa học Công nghệ đăng tin rằng Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chấp nhận bộ kit xét nghiệm này, một thông tin hoàn toàn bịa đặt. Liệu sắp tới Bộ Khoa học và Công nghệ có bắt đầu bằng căn cứ vào dư luận báo chí và các trang mạng xã hội không không vân vân hay không để ban hành các quy định về quản lý nhà nước? Rõ ràng các bộ đã vụng trèo nhưng chẳng hề khéo trống, nhưng người dân đang chờ một bao thanh thiên nào đó xử vụ đại án được dư luận đặc biệt chú ý. Nhưng cũng có quan ngại cho rằng chính đảng và nhà nước Việt Nam sẽ cho chìm xuồng, hoặc nếu tắm thì chỉ tắm từ vai trở xuống. Chọn đúng thời điểm dư luận trong nước đang lo con thuyền Việt Á được cố ý đục thủng cho chìm dần, vào ngày 27 tháng 1, 6 tổ chức dân sự ở Việt Nam đã ra tuyên bố về vụ đại án này. Tuyên bố đã hệ thống hóa lại lộ trình phạm tội của Việt Á, khái quát nhận xét khá bao quát từ các hành động cấu kết chặt chẽ thành một liên minh có hệ thống để làm giàu bất chính đến các hành vi diệt chủng và bán nước. Từ những thủ đoạn hành động không chút kiêng dè đến toàn bộ kế hoạch tham nhũng cực lớn mang tầm vóc thao túng chính sách của Đảng và lũng đoạn chính phủ. Tuyên bố cũng chỉ ra thể chế độc tài toàn trị đã tạo thế độc quyền cho các cơ quan, tổ chức nhà nước trong mọi hoạt động liên quan đến đời sống dân sự. Trong đó lại trấn áp mọi tiếng nói phản biện của nhân dân và các giới nhân sĩ trí thức là nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây đại họa cho toàn dân.
Lê Đình Ảnh, một loạt các nhà hoạt động vừa bị nhà cầm quyền Cộng sản xử tù trong tháng 12 năm 2021 bao gồm từ trái qua nhà báo Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thị Tâm, Trịnh Bá Phương và Đỗ Nam Trung. Với thời gian, các thông tin về vụ kit xét nghiệm đều của Việt Á và những liên quan ma quỷ trục lợi trong đại dịch COVID-19 sẽ dần dần được hé lộ. Cùng với sự tích cực của các kênh truyền thông lề trái và cả lề giữa đã thu hút gần như toàn bộ sự quan tâm của dư luận. Chẳng có thế lực thù địch nào sai khiến đám quan chức Cộng sản từ cỡ bự, cỡ trung tới cỡ lưu tiêu hăng hái chia chác nhau những khoản tiền hoa hồng hàng trăm tỷ đồng được đánh đổi bởi hàng vạn sinh mệnh của người dân. Căm phẫn, phẫn uất, khinh bỉ, có lẽ tất cả từ ngữ thể hiện tình cảm bi phẫn trong ngôn ngữ tiếng Việt không thể diễn tả hết tâm trạng của những người từng là nạn nhân sống sót từ tấm thảm kịch, mà nguyên nhân là do sự bất tài, tán tận lương tâm và ngu xuẩn của hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam trong chính sách chống dịch vừa qua. Bao nhiêu nhân mạng đã chết oan uổng, bao nhiêu gia đình đã tan nát, bao nhiêu bi kịch tang thương, nước mắt và khổ đau. Không bao giờ có thể đo đếm hết. Bản thân ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mấy hôm trước còn lẩy kiều răn đe Tô Lâm, đến nay đã phải bối rối biện minh cho tấm huân chương lao động hạng 3 do chính danh ông ký tặng cho Việt Á. Cả một hệ thống ma quỷ kiếm ăn trên xác người của y tế và của bộ hậu thuẫn cuồng nhiệt của toàn bộ bộ máy chính trị từ trung ương tới địa phương đang dần hé lộ. Người ta sẽ thấy bóng dáng chiếc áo đẫm mồ hôi của ngài thủ tướng, thấy thấp thoáng cái đầu nghiêng lệch của ông chủ tịch nước, thấy cái mặt thịt của ông bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đệ tử ruột của ông Tổng Bí thư gửi gắm và nắm Bộ Y tế trước đại hội Đảng vừa qua, cả hàng ngũ tướng tá trong quân đội, quân y viện, vân vân. Tất cả đều có phần trong bữa tiệc xác người ngập ngụa này. Không một ai là không có liên can đến dự phần. Nhưng điều quan trọng nhất là chỉ có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm mới là người nắm được toàn bộ thóp và vai trò của từng cá nhân trong vở kịch hoàn hảo này. Từ vị thế chuẩn bị trở thành dê tế thần cho hệ thống thì Tô Lâm đã biến tất cả thành dê. Đây thực sự là một cuộc đảo chính hoàn hảo, cực kỳ ngoạn mục, không mang tiếng súng. Các tổ chức dân sự nói trên, qua các kênh khác nhau, biết mọi góc khuất ấy của Việt Á, họ biết rõ trận chiến dưới gầm bàn. Họ cũng liệt kê đầy đủ 7 điều tế cấp xung quanh vụ đại án. Những thông tin diễn biến mới nhất liên quan đến vụ scandal Việt Á là chuỗi bằng chứng khẳng định chống tham nhũng tại Việt Nam chỉ là các trận đấu giữa băng này với nhóm kia trong hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như hệ thống công quyền. Đây là hình ảnh vào hồi tháng 4 năm 2021, các trang của Đảng đồng loạt dội bom về vụ kit xét nghiệm rầm. Báo Tuyên giáo thì nói rằng bộ kit xét nghiệm được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận có thể bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh. Đài truyền hình Việt Nam VTV thì nói nhiều nước đặt mua kit test của Việt Nam sản xuất. Tờ báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam thì nổ rằng 20 nước đặt mua kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam. Tất cả các thông tin này đều sai sự thật. Vụ đại án càng chứng minh rằng còn độc đảng, còn toàn trị, chắc chắn còn tham nhũng. Thậm chí tham nhũng ngày càng táo tợn và theo thời gian, hậu quả đối với quốc gia, dân tộc càng lúc càng trầm trọng hơn. Nhưng nếu các tổ chức ấy công bố ra, thì dù chỉ là một phần sự thật thì lập tức họ bị chụp mũ là xuyên tạc, bôi nhọ và bịa đặt, nhằm làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Lê Thân, chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, một trong 6 tổ chức khởi xướng cho biết, nguyên do ra đời tuyên bố về đại án Việt Á, sở dĩ các tổ chức xã hội dân sự ra cái tuyên bố này, tức là đây là một vụ án mà cái tính chất vụ án đã trở thành cái chuyện lũng đoạn toàn bộ nhà nước rồi, chứ không còn là vấn đề đơn lẻ ở tỉnh này hay tỉnh kia, ở bộ phận này hay bộ phận kia, mà nó trở thành một cái sự cấu kết của gần như cả hệ thống, và chính cái lũng đoạn nhà nước đấy nó sẽ làm cái nguy cơ dẫn đến chuyện suy vong của đất nước. Mà trước mắt nó là một cái tội ác không thể nào tha thứ được, cho nên các tổ chức xã hội dân sự phải lên tiếng.